chúng tôi đã có cơ hội để được gặp lại một người em rất là thân thiết, lâu năm rồi chưa có gặp lại. Một năm hả chị? Một năm không ta? Chị không biết nữa, lâu lắm rồi từ chị chưa gặp tình em. Tình nào không biết, tình đầu là một năm, hơn một năm. Nhưng mà bây giờ quan trọng là mình sẽ gửi lời chào đến các thính giả của City Life. Ok, lần đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào tới tất cả các khán giả của City Life và tất cả những khán giả đang xem livestream. Xin chào tất cả mọi người ạ. Rồi, hôm nay cuộc sống em thế nào? Cuộc sống em ổn không? Em cảm thấy là đây là thời gian mà cảm thấy là tuy là khó khăn đó nhưng mà em cảm thấy chưa bao giờ mà mình thấy hạnh phúc như thế này luôn á. Tại vì là hiện tại thì mình đã vượt qua được hết những cái vấn đề tâm lý rồi, mình cũng không có vướng mắc gì nữa cho cuộc sống và mình chỉ có yên tâm mình làm nhạc thôi, mình phát hành ca khúc thôi. Và dịch thì cũng đã bắt đầu ổn hơn nữa nên là hiện tại thì đang gọi là khá là vui vẻ, hào hứng với cuộc sống lắm nên là mọi người thấy là em cũng hớn hở hơn bình thường. Ủa nghe nói là sao thọ? Là tâm lý em ổn rồi đúng không? Thì tức là tâm lý em có lúc không ổn. Thật ra em chia sẻ rồi mà, tức cái thời điểm mà ra mắt Tình Đầu Không Tình Đầu thì trước đó em cũng trải qua vấn đề tâm lý cũng khoảng 1.5 năm trời á. Thì thời điểm mà đi hát trở lại rồi ra bài lúc đó thì tới bây giờ nó cũng rất là nó nói là lúc đó nói ổn nhưng mà nói chung nó cũng phải có thời gian để mà mình làm quen lại với cuộc sống rồi mình tìm những cái gọi là tốt hơn cho cái cuộc sống của mình. Thì tới bây giờ thì nó đã ok hơn rồi. Mà hôm nay mình có hát được bữa nào chưa? Hôm qua em mới đi được bữa đầu. Xong rồi mà tại vì là bình thường thì đi hát thì phải 9-10 giờ mới hát thì giờ đó mới mở giọng chị, bây giờ tự nhiên 7 giờ hát vô hát kiểu nó phô rình nè, kiểu nó chưa có mở, nó chưa 7 có... giờ tối hả? Dạ 7 giờ tối. 7 giờ tối hát mà vẫn chưa mở. Kiểu bị quen hát trễ, chị hát 9-10 giờ quen rồi, đêm đêm rồi tự nhiên bữa nay hát sớm 9 giờ. 9 giờ là phải out rồi, 9 giờ là phải nghỉ rồi. Sau hôm qua em lén em kêu là mà tại mình hát mà học khán giả không ai về hết, tại tới 9 giờ không ai về hết. Xong cái mình kêu là thôi giờ mình lén hát 9:30. Tại vì là mọi người biết ấy là mình hát trễ quá là cái phòng tràng nó sẽ bị phạt. Không có đó nên là lén hát 9:30. Xong 9:30 xong cũng không ai về hết. Xong lén hát tới 10 giờ. Trời ơi, bữa nay công khai mà ngay 10 giờ thì là đúng giờ đóng được cửa rồi đó. Đúng không? 10 giờ kém 5 là thôi mọi người thôi bây giờ chứ. Thật ra là em thì cũng muốn hát nữa nhưng mà tại vì bây giờ mình không phải cho. Dạ phải lo cho quán nữa nên thôi. Thông cảm mọi người, thông cảm đi về mà tại không ai về thì biết tại vì hôm qua chủ nhật nữa mọi người cũng đâu có muốn về sớm như vậy đâu. Mới mở giọng được một tiếng. Dạ đúng, tức là 9 giờ mới bật đúng. Ngay lúc 9 giờ hát mới hay anh Túc đầu từ lúc 7 giờ tới 9 giờ hát như là đọc vậy đó, như kể chuyện vậy đó. Trời ơi. Nói chung là nhưng mà mọi người chắc cũng thông cảm, hy vọng. Bây giờ là chưa tới 7 giờ tối. Em hát thử vài câu coi thử coi cái giọng em nó mở nó làm sao. Chị thấy này giọng em rất ghê không? Em không, giọng em nghe dễ thương mà. Họ thấy sao? Đúng rồi, muốn nghe thật ra mà chưa mở hay không thì cũng muốn nghe thử nó như thế nào. Không, thật ra chưa mở thì vẫn hay. Nhưng mà chưa đối với bản thân mình khi mà đi biểu diễn thì nó chưa có đã, chị hiểu không? Tức là mình phải có những cái nốt mà mình phải gọi là mình phải khó khăn hơn chút so với bình thường kiểu vậy. Người hãy quên em đi thử coi sao. Ok. Em vẫn hát được đó. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì đấy. Thỏ thấy sao? Cái này em không biết là lúc mở thì nó tới đâu. Mở thì nó đi tới đâu. Nó sẽ không, tức là tại vì bản thân em thì em sẽ thấy thoải mái hơn. Mình hát nó, mình nốt các thứ nó sẽ chắc chắn hơn, mình sẽ không có bị crack á, bị bể các thứ. Rồi giọng tông tiếng nó nốt nó cũng đúng hơn. Chị có cảm nhận nha, không phải là cái bài hát của em thôi mà bất kỳ bài hát nào, cái lời hát mà cứ không biết quen lạ mà em không cần biết đó là bài hát hay không, mà chỉ cần em cất lên thì nghe nó thơ liền tại chỗ luôn. Nghe nó thành của em không? Trời mà nghe nó thơ, sao tự nhiên là ngày hôm nay nghe Trung Quân hát xong rồi cái nghe mê em luôn. Nói chứ chị thì hay làm chương trình với Cha Đăng Khoa thì chắc em biết rồi. Cha Đăng Khoa có nói một câu không biết em có nghe không? Em ra sân bay em hay nghe hai người tâm sự lắm. Hai người gọi là sao ta hay chém nghệ sĩ. Đúng rồi, chém hết bài này tới bài kia. em
em có muốn bài em được lên trên đó không? Nhiều người nói là trời, lên trên thực đơn âm nhạc thì nhiều khi chả vui vẻ gì. Em thấy cũng bình thường, tại vì thực ra mình khen chê là chuyện bình thường. Mình ví dụ người ta khen nhiều thì mình biết như vậy, nhưng mà chê thì thật ra là những người xung quanh người ta nghe, người ta góp ý cho mình thì đó cũng là cái tốt. Chứ đâu, em đâu có gì buồn. Em đi hát 10 năm rồi có gì buồn vì những lời chê nữa đâu chị Kim Thanh. Nhưng mà Châu Đông Khoa có nói với chị, nói không phải là một lần mà là nhiều lần. Châu Đông Khoa nói rằng là nếu mà cho em được cái giọng hát của Quân Quân Idol thì em sẵn sàng xin giảm thọ 10 năm hoặc 5 năm hay 10 năm gì em cũng đồng ý. Khoa cái đó Khoa cũng có nói riêng với em rồi. Tại vì em sắp tới cũng có một cái dự án với Khoa. Khoa cũng mỗi lần Khoa nói, Khoa cũng đều, mỗi nói chuyện với nhau Khoa cũng đều nhắc cái đấy. Xong rồi Khoa cũng bảo là hãy siêng năng lên các thứ. Thật ra em thấy chuyện mà chuyên môn hay là đánh giá âm nhạc thì em nghĩ là nên có nhiều cái luồng ý kiến khác nhau, chứ không chỉ có một luồng khen hay không. Để nghệ sĩ có thể gọi là không có bị ngủ quên ở trong cái sản phẩm đấy, mình còn phát triển ở những cái khác nữa. Nhưng mà chị thấy em là nhiều khi em hát hay quá, thành ra là em lười ra sản phẩm, em lười đầu tư những cái khâu khác. Đúng không? Em lười tới cái mức độ là chị Kim Thanh biết không, em đi thu demo. Xong cái demo đó hay quá, em không muốn thu cái master nữa. Master em thu em không thấy hay, mà demo đơn cử như là bài Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh. Cái demo guitar của em rất hay, hay tới mức độ là em phát hành nó thành acoustic version luôn. Đấy, xong một lúc mà thu lại cái bản master thì cảm thấy không ưng ý bằng á. Đấy, nhưng mà mình vẫn phải làm, tại vì đã có kế hoạch hết rồi. Nhưng mà lúc đó thì vẫn không làm lại được nữa, hay là không, tức là em một bản phối, một bài thì làm nhiều bản phối mà mấy người làm thì chọn một cái đấy, xong rồi không làm, không có thời gian để làm nữa thì phải chọn luôn, chứ thật ra em cũng chưa ưng ý lắm. Có một người nói với chị mà chị quên người đó là ai rồi, tại lâu lắm rồi. Người đó nói là nếu mà với Trung Quân Idol thì đừng có mong Trung Quân Idol làm album. Tại vì lười lắm, mà làm cái album là nó tốn thời gian công sức rất là nhiều. Cho nên là không biết khi nào mới có thể là thu hết cái album, cho nên đừng có chờ. Nhưng mà chị bây giờ chị nghĩ lại thì thấy cái lời nói đó đúng, tại vì cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ, là em có nói với chị là em chuẩn bị làm cái album đúng không? Em hồi đó em cũng muốn làm album mà chị, xong là làm xong rồi kiểu giống như chị nói đó, kiểu mình lười. Cái thời gian nó dài quá, nó làm, mà em là một người rất hay gọi là sao ta, kiểu khi mình thu mình thấy hay rồi, xong tới khoảng cỡ thời gian mấy tháng mình nghe lại mình thấy ủa sao nó không hay gì hết vậy, sao em lại muốn làm lại. Xong cho nên là ví dụ bây giờ làm album 10 bài là ví dụ trong thời gian một tháng đó là phải thu hết xong ra luôn, chứ không có ngâm nữa. Ví dụ em mà ngâm album trong nửa năm là như thế này em cũng bỏ em làm lại. Tại cái tính em nó bị vậy, giống như Bài Tình Nào Không Như Tình Đầu em cũng đã thu mấy bản rồi, xong tới cái bản 2020 cái nghe lại cái bản 2019 chớt quớt à đó, kiểu nên là vậy mình là phải làm lại hết. Trong cái sự nghiệp của mình đã bỏ mấy bài? Em bỏ nhiều lắm, bài nào cũng mấy bản phối chị, ý là tiền bài hát nó không có nhiều, mà tiền bản phối á, tức là một người phối thì bây giờ thì cái giá cũng trung bình đi thì cũng 50 triệu gì đấy, 5-7 bài cũng nhiều chứ anh đó. Rồi ví dụ như có những bản phối mình không dùng nhưng mình vẫn phải gửi tiền cho họ chứ. Có bài nào mình bỏ luôn không? Không có cái bản phối nào mình dùng, mình chán cái bài đó luôn. Có không ta? Em không nhớ thôi, không dám nói tác giả biết. Nhưng mà vậy là có bỏ bài nào mà bài đó mình bỏ xong cái nó thành hit không? Ấy là mọi người đưa cho em mà em nhận rồi em trả lại thì cũng có. Đơn giản là bài hit rất hit. Là bài Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ của anh Nu, là ngày xưa bạn đó viết bài đấy cho em. Đưa cho em rồi, em nhận rồi. Sau em là đợt mà hơi xui một cái, là cái đợt đó là đợt kiểu mà tâm lý không ổn định đó chị, kiểu không muốn hát hò gì, hát không thấy hay. Sau em cứ cầm, sau em mới nói thẳng với bạn là thực ra bây giờ Quân cầm thì cũng được, nhưng mà đợi hơi lâu á, cho nên là Quân nghĩ là bây giờ thôi mình đang muốn phát hành thì thôi, rồi gửi cho một người khác đi, chứ gửi cho Quân rồi biết khi nào Quân mới ra, rồi Quân cứ ôm vậy hoài cũng uổng bài. Thì đấy, xong là bạn gửi cho anh Nu, hay là anh Nu hát luôn, anh Nu hát cũng rất hay. Mà tại lúc đó em cũng hát, em cảm thấy mấy không hợp á. Em còn gửi cho cả Bùi Anh Tuấn cơ, anh em còn em với Tuấn còn định xong ca với nhau cơ. Xong Tuấn bảo là sao em hát nó cũng không hợp,
em hát cũng không hợp. Chắc là giống như là cái duyên á chị, nó là mỗi bài nó có một duyên với một người ca sĩ, chứ không phải là mình chọn hay không chọn. Chị thì rất là thích giọng hát của em, nhưng mà và chị cũng đôi lúc rất là thảo mai, nhưng mà phải thừa nhận là cái bài Thương Em là điều em anh không thể ngờ, là bài đó Nu hát rất là tình cảm. Đúng rồi, rất là hợp với anh Nu luôn. Em thấy là đưa anh Nu là đúng. Đưa cho em thì em hát vẫn sẵn có thể là tốt, nhưng mà để mà thật sự hợp á thì đúng là anh Nu vẫn là hợp hơn. Thọ có nghe nhiều nhạc của Quân không? Có chứ, tại vì giống như Quân nói, giờ Quân tính ra bao nhiêu năm ra cũng không có nhiều lắm, nên là những cái bài mà cơ số tức là Quân hát cover thì cũng nhiều đó, thì nó không tính, là những cái bài chính thức của Quân em đều nghe. Em chỉ thắc mắc là giống như hồi sáng chị có boss đó, là em cũng sợ chiều nay là mưa nhưng mà không mưa thì đang mưa. Nãy trên đường đi em mưa. Ủa vậy hả? Tưởng là không mưa, tại là nhiều khi là cái sự thánh mưa của Quân giờ nó có hết linh chưa hay nó vẫn còn? Dạ vẫn linh lắm. Em hôm vừa rồi em mới đi quay show với anh Quang Vinh, sau anh Vinh kêu đi Huế đợt này đang trời rất đẹp luôn, quay hai anh em quay chắc đẹp lắm. Ông nói em im, em không dám nói, em không muốn nói một câu nào. Xong chị Kim Thanh biết không, cái chuyến bay đó là chuyến bay bão táp luôn. Em bay từ Sài Gòn đi Huế từ 11:30 mà tới 8 giờ tối mới tới Huế, tại vì mưa mù tốc độ không đáp được máy bay. Thế là phải bay Đà Nẵng xong rồi phải đi xe từ Đà Nẵng ra Huế đó, xong rồi 8 giờ tối mới tới. Xong một ngày hôm sau là ngày quay, nó mưa từ 6 giờ sáng, nó mưa tới lúc em quay xong luôn. Xong anh Vinh anh kêu là tao bây giờ tao không có nói gì với mày. không nói thì đỡ, nhiều khi là mày muốn không dám mời nữa. Khổ lắm chị, ngày xưa em hát live show anh Trường Giang cũng vậy, kiểu mấy ngày đó Tam Kỳ nó nắng đẹp lắm, tự nhiên đúng hôm em bay ra nó mưa, mà nó mưa tới cái giờ diễn luôn, mà sân khấu ngoài trời chị hiểu không. Xong anh với anh cũng không nói gì em hết, nhưng mà em nhìn lại em biết ảnh cũng buồn trong lòng đó. Xong em phải đội mưa em ra, em thắp nhang, em cầu, em xin em xin thì xong, thì xin xong thì trời thương là hết mưa thiệt. Sợ ông kia tao cũng sợ mày thiệt kiểu vậy. Ủa rồi có bao giờ mình bị mất job vì cái chuyện mà cái vụ thánh mưa của dạ, mình không? Dạ có chị, mấy lần em hát ở trên mấy lần người ta book hát ở trên rooftop á, là người ta cũng những nhãn hàng là người ta giăng standy, giăng băng rôn các kiểu, là mưa là nó quật tan nát hết. Là đâu có hát được, là phải dời xuống gián khán phòng ở dưới thì đó là xong. Kêu trời thì anh phải nói em sau đó tự nhiên là mọi người có một cái giai thoại là mấy người mà đi quay quảng cáo hay là đi quay MV hay là gì đó là gửi gà cho Trung Quân, cúng giống như cúng em vậy đó chị, để khỏi bị mưa. Trời muốn xỉu luôn. Ủa nhưng mà cái đó thì mình vẫn được mời. Chị đang hỏi là có bao giờ mà người ta né, người ta không mời em vì người ta sợ mưa không đó? Em nghĩ là chắc cái này chắc chị quản lý em biết, chứ chắc bạn sẽ buồn mà cũng không nói đâu. Em nghĩ chắc cũng có chứ chị hả? Tại vì nhiều cái thống mà nữa sao mình biết là người ta có được mà mình đúng không? Rồi, đúng rồi, trong cái list của ca sĩ thì ví dụ một cái sự kiện đây lúc đầu người ta nói ồ Trung Quân hát hay quá, cái xong người ta nói ồ chết, đây là thánh mưa rồi. List luôn. Rồi do blacklist là không mời. Trời, nghe cái vậy là cái biệt danh này hơi căng quá nhở? Không, không vậy, em toàn là ví dụ như là em đi trên đường á thì không có mưa, em tới nơi rồi nó mới mưa. Là ở ngoài nó mưa, còn em đi về nó hết mưa. Dạ kiểu vậy á. Tức là em thì an toàn. Dạ đúng rồi, còn mọi người không biết sao. Công nhận ăn ở được ghê. Nhưng mà hôm nay á là chị không gặp em lâu quá, mà chị không biết là chị nhìn có đúng hay không ta? Thọ thấy Quân giờ như thế nào? Như thế nào là sao? Tức là về ngoại hình. Thọ gặp em bao giờ chứ ta? Không có nhiều. Chưa gặp bao giờ, gặp ở ngoài chắc thấy thôi. Thấy thôi chứ không có gặp nhiều. Hồi xưa giờ ví dụ mà coi là thấy có thay đổi gì không? Em cũng thay đổi ăn mặc, tóc tai thôi chứ sao khác sao em không biết. Tại vì chị nhớ là mấy lần trước gặp em thì chị cảm giác là em rất là trắng. Lần này chị cảm thấy là em có vẻ gì đó hơi mặn mòi xương gió hơn. Chắc do áo hắt lên đó. Không, tức là so với Quân thôi, chứ không phải so với người vậy khác. Vậy là hôm trước em gặp chị em đánh kem hơi trắng. Chị nó đang nói ủa tại sao mà cái những cái thời điểm mà mọi người ở nhà hết mà tại sao em có vẻ lại mặn mòi hơn? Em cũng vậy à, em thấy độ trắng nó cũng vậy à, tại vì cũng ở nhà không chứ đâu có, em đâu có giăng nắng gì đâu. Thôi bây giờ chúng ta nói chuyện sau đi, bây giờ đã có thính giả muốn nói chuyện với Quân rồi, cho nên là chúng ta sẽ dành để trò chuyện với bạn đó. Alo chào thính giả đầu dây bên kia ạ. Dạ em chào anh chị ạ. Bạn ơi có thể giới thiệu về mình chút xíu không nào? Dạ em tên là Hồng Thắm, em đang học sư phạm ngữ văn của trường đại học Sài Gòn ạ.
À, trường Đại học Sài Gòn. Mà bạn thì đang ở quận mấy đây? Dạ, em học ở quận 5 nên hiện tại thì em về nhà ở trên Lâm Đồng rồi ạ. À, Đồng Hương đó. Lâm Đồng hả? Lâm Đồng. Wow. Em cũng Lâm Đồng. Ở khu nào nha? Em ở Di Linh ạ. Di Linh. Di Linh là hơi xa hơn Đà Lạt em tí. Di Linh là dạo này là hot đất đai lắm đó em. Thì ở khu Lâm Đồng là lúc nào cũng hot, đất ở đâu cũng hot hết á. Oh. Yeah. Thế nhà Quân là có mấy mẫu trên đó? Em có 2 căn. Wow. Nhưng mà nhà phố chị ạ. Nhà phố. Nhà phố thì thích rồi. Dạ thì hồi ngày xưa mẹ em có bảo là ngày xưa mới xuống Sài Gòn học, mẹ bảo là thôi để bán cái nhà đó để mua nhà dưới đây cho học. Tôi khóc nhất quyết không. Giờ người ta tự mua nhà ở đây dạ, được mất mới gì bán. Ngày xưa bán là tiếc, bây giờ lại tiếc. Mua lại không được. Rồi còn Thắm là mình mấy căn cưng? Chắc rồi chắc đất cà phê. Hay là mấy trang trại? Nhiều nhiều căn lắm chị, mà toàn căn cây cà phê thôi ạ. Đó, đất cà phê chị, em thấy không chị, em nói mà. Giống Tiên Tiên nhà mình đó là cũng đất cà phê nhiều. Tức là cũng đại gia đây Thắm ha. Đại gia cà phê. Thắm nhà em có chồng cho Thắm để anh lên Di Linh nè. Thấy đất em, bạc ngàn quá nè. Nhà em thì mẹ em nhiều lắm, còn em thì không có. Ô nhìn mẹ em nhiều á. Mẹ em nhiều. Mẹ em nhiều là nhiều đất hả em, hay là nhiều con? Nhiều cây, nhiều cây anh ạ. Tức là tương lai là cũng là bà chủ. Đúng rồi, là xịn đó. Đại gia tương lai đó, bây giờ gọi là tiểu gia đó. Đi học cho vui thôi. Học giải ngân mà. Em vẫn thích làm cô giáo hơn, em không ở nhà trường. Học ngữ văn chị ạ. À, ngữ văn, học sư phạm văn. À, thì mai mốt biết đâu là mở trường học hay cái gì đó kinh doanh trường giáo tư, dục. Ôi, trường tư. Trời ơi, mình bàn đi xa quá. Thôi mình quay lại đi. Đây là một định hướng mới rồi đây. Rồi bây giờ mình ở Lâm Đồng, vậy thì chắc là mình nghe nhạc của Trung Quân hồi xưa hồi lâu lắm ha. Dạ em nghe cũng hồi lâu rồi, từ mấy bài đầu anh ra rồi. Rồi vì Đồng Hương mình ủng hộ hay là do mình thích hay là sao? Một phần là cũng vì Đồng Hương nhưng mà mình thích nhiều hơn chị ạ. Thích nhiều hơn chứ còn Đồng Hương thì không quan tâm lắm đúng không? Ta cũng xa mà chị cũng đâu có gần lắm đâu. Rồi nói chứ bây giờ trò chuyện với Quân đi nè. Dạ. Sao giờ cô muốn gì? Trời ơi, giờ anh muốn gì nè em? Giờ biết muốn gì luôn. Không biết hôm nay anh có vẫn khỏe chứ ạ? Nói chung là Quân là một dạo này em khỏe hơn bình thường. Tại vì em gọi là sao ta, siêng năng tập thể dục hơn ngày xưa. Nói chung thời điểm dịch là cái thời điểm tập thể dục nhiều nhất cuộc đời em cộng lại. Nên là cảm thấy khỏe hơn nhiều, yêu đời hơn nhiều. Em tập món nào? Em có một bạn PT, bạn tập online cho em. Thì tập cả cardio, cả full body, cả tập cơ các kiểu luôn. Ừ, hèn chi hồi nãy giờ nhìn mà cũng muốn hỏi mà không biết chính xác hay không. Là nhìn có vẻ là rắn chắc hơn. Dạ, em cơ xuống nhiều hơn. So với ngày 1 tháng 5, em nhớ 1 năm em cân là 83kg. Thì bây giờ em còn 68 thôi. Trời ơi, quá nhiều. Wow. Là bước mùa dịch đó chị. Đâu 15 chứ hả? 83 mà giờ còn 68 thì 15kg. 15kg cũng là khủng khiếp lắm á. Dạ. Thắm là bây giờ sau cái mùa dịch là mình tăng hay mình giảm? Dịch về trầm cảm nhớ lắm chị ơi, ăn không lên cân nổi. Ôi, ước gì mình cũng ăn không lên cân nổi. Về đi hái cà phê mệt lắm chị ơi. Em buồn cực lắm chị ạ. Em có muốn học hỏi bí quyết gì từ anh Trung Quân không? Không chỉ mình em đâu mà mọi người ạ. Trong group ai cũng muốn tìm hiểu xem là anh Quân. Bạn này như là trong group fan club em hay sao á, đúng không Thắm? Dạ đúng rồi. Rồi. À, tức là trong group fan club tức là mình phải hiểu Trung Quân rất là nhiều đúng không? Dạ không, trong group em xàm lắm chị, em toàn vô nói bạn bạ không à. Em hay vô rủ mọi người đi nhậu không? Đúng rồi, không biết dạo này anh đã đi nhậu chưa? Mình mới lên chương trình mình khoe mọi người tập luyện cái tự nhiên cái đi nhậu này ghê. Mới đi tối qua. Ôi đấy không, mới đi tối qua luôn. Tối qua đi hát là có nghĩa dạ, là hát nói xong, hát xong là mình đi lai rai sương sương chút xíu xíu. Nhưng mà tức là ý Kim Thanh nói là Thắm á, là nằm ở trong fan club của Trung Quân.
thì tức là ít nhiều gì bạn cũng hiểu Quân hơn các bạn fan khác là không có ở trong group đó. Thế thì bây giờ Kim Thanh đang chờ đợi những cái câu hỏi mang tính sát phạt chặt chém mà những người khác không có biết để chặt nè. Hỏi sao mà lát về tôi kích ra khỏi group. Thật ra là anh Quân của bọn em thì cũng không có gì nhiều để chặt chém đâu, tại vì bình thường cũng chặt chém nhiều rồi ấy. Ừ. Bình thường tụi nó chặt em trên comment không chị, em up cái status là tụi nó cũng chặt em hết á, chứ không phải đợi lên đây nó hỏi đâu. Ví dụ nè Thắm, giờ mình làm rạng danh group mình coi nè. Dạo đây anh Quân không biết đã có tìm được cái người làm xe ô cho mình chưa hả anh Quân? Làm gì em làm xe ôm á hả hay gì? Không, người làm xe ô cho anh. Xe ô cho anh á hả? Dạ đúng rồi, bọn anh tìm được chưa hả? Anh dạo này đi rap không mà anh nói gì không. Em vậy thì anh hay chụp hình xe ô, đứng xe ô lắm. À, ý là em thấy anh chụp hình xe ô mình, sao em hỏi anh là giờ có ai che chung chưa hả? Đúng rồi. Thôi nói chung là anh bây giờ anh thích che mình thôi, anh không có nhu cầu che chung với ai hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy? Em biết đó chị, em kiểu sao ta, giống như là kiểu mình hát về tình yêu, chia tay đau khổ nhiều quá hay sao, bây giờ mình bị sợ á. Mình sợ quen xong rồi sợ bị chia tay đồ á, xong rồi cái lại giờ này em đang yêu đời lắm. Em không có muốn suy nghĩ nhiều rồi quen rồi nọ kia thì nào tới thôi. Dạ. Nhưng mà cá nhân các bạn fan club là thường là các bạn đâu muốn là idol của mình có người yêu đâu, Thắm hả? Dạ không đâu chị. Thật ra là idol của mình thì cũng như bao người khác luôn, mọi người cũng đều có cái quyền hạnh phúc của mình. Còn em thì sẽ rất là vui khi mà nhìn thấy cái người mình thần tượng họ có được cái sự hạnh phúc riêng của mình á chị. Nên là chuyện đó thì đối với em thì là không. Bây giờ tự nhiên nói vậy đó, lên cái công khai cái tụi nó unfollow hết chắc chết. Em sợ về bị làm đá lắm. Thiệt á, thôi có gì cũng giấu em ơi. Bây giờ 500 mét vuông nhiều trăm thằng ăn trộm phải không? Giờ công khai cái nó giật mình bồ mình sao? Tốt nhất là mình có mình nên giấu luôn. Nếu mà có em sẽ giấu luôn. Im luôn. Thiệt ra là em có tin không chứ chị, là chị tin vậy nè Thắm, tức là mấy bạn nghệ sĩ nói không có bồ đừng có tin. Đúng rồi chị, em đâu có tin đâu. Ừ, đó. Trời đất ơi, phải tin chứ. Người ta đang độc thân vui tính này. Ừ, tại vì mấy bạn công khai là nguy hiểm đúng không? Ừ. Bao nhiêu người công khai rất là nguy hiểm, cho nên là cứ hồi nào cũng độc thân chứ đụng cái ai biết đâu. Đụng cái có con luôn. À, giống như là bữa nay đọc tin Bảo Thi sốc dễ dạ, sợ luôn. Dạ đúng rồi đó, đùng cái có em bé luôn, thả dạy. Nhưng mà cái hồi mà xin lỗi là ngoài lệ chút xíu, là kỳ mà chị thấy Bảo Thi mà cứ nhìn hơi tròn tròn á. Dạ. Xong Bảo Thi cứ nói là không biết mọi người nghĩ như thế nào, chứ mình thì mình thích phụ nữ luôn tròn. Thì chị nói ủa Bảo Thi có hồi trước thích nhon mà sao giờ đổi tông, mà mình cảm giác mình nghi nhưng mà mình không có dám nói. Tại vì người ta không nói mình nghi bậy đâu được. Xong bữa nay cái là cứu ai mà sống hết trơn. Vậy là chị Thanh làm nghề bao nhiêu năm là vẫn nhạy luôn đó, mà tại không nói thôi. Thì đúng mình không? Nghi nhưng dạ. Mà thường bao giờ là cũng phải chính nghệ sĩ mà xác nhận dạ, vô rồi. Thì mình dạ. Mới tin được chứ. Đó. Nhưng mà dù sao thôi cũng lỡ ngoài lề rồi, chúc mừng Bảo Thi. Em thấy là mọi người hay vậy á, tức là để cho gọi là sinh em bé khỏe mạnh luôn rồi mới công khai, giống như là để trộm vía vậy á. Em nghĩ vậy. Rồi mình quay lại với anh Quân đi Thắm. em có dự định là mở một cái quán cà phê hay là một cái gì đó là ở trên Di Linh, rồi xong mà bao show hết là mời anh Quân lên đó hát không? Em cũng có dự tính á chị, nhưng mà đợi trước khi nào em mua mấy cái vé số ấy, xong rồi em trúng tầm vài tấm á, xong rồi em mở. Trời, để ra cà phê mà. Em xin mẹ bán miếng thôi là được rồi. Đúng không? Không anh ơi, đang dịch á nên là mọi thứ nó khó khăn lắm. Mà em có lên Đà Lạt để xem anh Quân hát lúc nào không? Dạ, tại vì em đi học nhiều á nên là thời gian em đi chơi thì cũng ít á, nên là em chưa có được đi. Quân ơi em coi lại fan đi, chứ fan mà không coi em hát thì làm sao. Nhưng mà ở thành phố rồi mà chị. Cố định cũng được. Đà Lạt bây giờ chưa cho về mà chị, chưa cho lên, chưa cho hát mà. Ôi vậy dạ, hả? Em cũng dám về nữa. Rồi em có muốn nói gì nữa không nè, với Quân nè. Trời ơi fan cứng phải nói mấy câu gì chất cái coi. Đại diện cho mọi người, em hy vọng là anh Quân sớm tìm được người đứng chung ô, đi chung dù.
Thôi mà dù có giấu thì cũng giấu, mà giấu hơi 50% thôi, còn 50% hơi hơi hí hí ra cho bọn em tí. Là phải nhá nhá ra đúng không? Bây giờ ví dụ chụp mấy cái hình, chụp mấy cái hình nắm tay nắm chân đồ đúng không? Úp úp lên rồi ghi như mấy câu caption deep deep đồ đúng không? Nhiều khi có đúng cái tay thôi. Rồi cái gì giống, thấy giống hôm nay giống ai nè? Giống Minh Tú hả? Minh Tú gựa vô vai ai đó xong chụp lên đó. Trời, mình riêng cái bản này là mình phải đi học hỏi mọi người không? Với lại dạo này anh phải đăng nhiều mấy cái động lực để cho tụi em giảm cân theo á. Trời à, vô là muốn giảm cân á, chứ đừng có đi nhậu nha. Đang dịch nha, nhậu ít nha. Hôm thứ bảy mới up status. Mọi người hay là quay MV xong rồi hay đi nhậu đi. Ờ, mà em thấy fan của Quân là một là thấy rất là lo lắng cho sức khỏe nè, hai là luôn muốn gã đi, luôn muốn gã Quân đi cho xong kiểu hay sao. Ế móc em mèo quá, gã đi cho rồi đừng để đây. Dặn là không được đi nhậu nha, nhớ tập thể dục. tại vì thấy ế lâu xong rồi lên Facebook viết xàm, em hay lên fanpage viết xàm lắm, viết mấy cái status xàm xàm á. Ý là viết như vậy thì tương tác rất là tốt, nhưng mà mọi người sẽ biết mình ế quá, mình xàm á nữa. Đó kiểu vậy. Ok, cảm ơn Thắm nha. Em chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe ạ. Rồi, okay, chào tạm biệt em. Ở trên livestream thì không biết tại sao mà Kim Thanh thì do có thể là máy nó lỗi cho nên nó không có hiện comment lên, cho nên mình không có đọc được. Đâu mà nhờ bạn thư ký chụp giùm thì có thính giả Nguyễn Văn Thanh, ảnh là tài xế quận 12. Thảnh nói là Trung Quân tặng một chút xíu bài Chưa Bao Giờ. À dạ. Ừ. Tại cho mấy anh tài xế. Ừ. Dạ ok. Em là thuộc kiểu nhiều chuyện á. Em đi em hay nói chuyện với mấy anh tài xế đó. Ừ. Kiểu nhiều khi hai anh em nói chuyện vui quá cái ảnh đi lố luôn. Kiểu vậy. Ok, vậy thì bây giờ thì chắc Quân sẽ hát một đoạn bài Chưa Bao Giờ tặng cho anh Thanh cũng như tất cả các khán thính giả của Thành Phố Linh Đèn ngày hôm nay. Một bài mà gọi sao ta? Em luôn đi diễn bài này và hát cuối cùng. Tại vì đa phần mọi người sẽ vô yêu cầu bài đầu tiên, nhưng mà hát xong mọi người đi về hết trơn, nên là mình hát bài này cuối cùng để cho mọi người ở lại. Đó, đa phần là tan như vậy. Ờ đừng nói em hát bài này xong nói là em đi về luôn. Ok. Mình hát chay rồi, hát chay. Hát chay, dạ. Ừ, okay. Vậy thôi, hát đoạn cũng được, phần lời cũng được. Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại, đến nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phải mau. Nếu không hát lên nặng lòng ra riêng, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lấp sau màn đêm, như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu lùi tan. Nghe bản này xong tự nhiên chị muốn ở đây xuất hiện cái giường. Không, mà em thấy là không biết là phải do bây giờ Quân luôn thấy là mình rất là vui không, mà cái cách hát bài này nó rất là thoải mái, nghe yeah. Nó khác hẳn cái bản mà hồi xưa nghe kiểu nó rất là drama. Hồi xưa là anh thì ông kiểu mình nghĩ trong đầu là hát ballad là nó phải bảo tố vậy đó, là phải cảm xúc vậy, để mình phải tạo ra cảm xúc kiểu các kiểu vậy. Còn bây giờ như là mình hát nhiều quá rồi, thứ nhất hát nhiều quá, thứ hai là bài này nó cũng đi với mình khá là lâu rồi, thì em cũng không muốn là mình cứ hát mãi như vậy. Mỗi lần hát nó phải là một lần khác nhau, nó tạo ra một cái cảm xúc, một khác, câu chuyện khác, một cũng là cái bài hát đấy. Nhưng mà mình đang ở bây giờ mình đang vui mà sao bắt mình buồn. Có thể là trong cái chương trình hôm đấy có một câu chuyện, ví dụ chị Kim Thanh chia sẻ với em một câu chuyện của một thính giả ở đấy là có câu chuyện buồn hay gì đấy, thì mình sẽ dùng cái cảm xúc của họ để mà mình hát cho họ. Đấy, chứ còn nếu mà nói về câu chuyện của em thì em đâu phải là người có quá nhiều câu chuyện tình yêu để mà hát những cái bài buồn như vậy nhiều đâu.
nói là mình không có quá nhiều câu chuyện tình yêu gì hả? Nhưng được. Mà mình vẫn không có tình yêu mà vẫn có khoảng thời gian của tâm lý. Tâm lý là tâm lý khác chứ không phải do tình yêu đâu. Do nhiều thứ khác chứ. Ủa nhưng mà bây giờ em nghe lại những cái bản mà hồi xưa em hát đó thì em thấy như sao? Em giờ em nghe em sợ lắm chị. Mỗi lần mà đi vô quán ăn đồ mà mọi người nhận ra mọi người bật đó là thôi em tắt giùm anh đi, anh ăn không vô. Tại vì là thật ra là mình hát xong rồi là mình, em bị một cái bệnh là bệnh vạch lá tìm sâu anh không? Tức là em mà nghe lại thế nào em cũng sẽ lòi ra một vài cái. Trời ơi sao hát vậy ta, kiểu sao mà giờ muốn sửa không được. Đó không? Kiểu vậy tính tức thôi không nghe nữa. Hoặc nếu mà nghe lại thì sẽ làm mình sẽ đi thu một bản mới luôn, mình hát một bản mới luôn. Có cái một bạn có comment nhưng mà cái này thì chị thấy không biết có nên nói với em hay không, thôi thì coi như là nếu mà em lỡ nghe mà có buồn có giận gì thì thôi như là thật ra là thính giả vô tư nha. Ok chị. Ừ. Không biết cái biệt danh này thì như thế nào, sao gọi em bé mập đi nè. Bé mập. Thì tại xưa giờ em mập mà chị. Nhưng mà có ai đặt cái biệt danh đó luôn không? Em nhiều người lắm, em nhiều biệt danh lắm. Ngày xưa mọi người họ gọi chị chỉ biết là Thánh Mưa là em thôi. Dạ, ngày xưa gọi em là Quân Hoạt Hình nè, rồi Quân Béo, Khoai Tây, Hạt Mít, các thứ. Thứ bé mập thì thường chắc là những mấy bạn mà nhìn cưng cưng á, kiểu hay mà hay gọi. Ủa Quân Hoạt Hình là sao? Quân Cà Tua đó chị, tại ngày xưa cái hồi xưa lúc em mới xuống Sài Gòn là em chơi với Ái Phương. Thì Ái Phương cứ kêu là nhìn cái mặt của mày cà tôn quá, nhìn hoạt hình quá, xong đặt cho em là Quân Cà Tôn. Dạ, sao em để tên Facebook cho tới lúc mà Facebook cho bắt đổi tên thật đó, là ngày xưa em để tên là Quân Cà Tôn mà. À, dạ. Đó. Thì nói chung là bạn này muốn nghe những bản tình ca của bé mập. Bé hỏi là mùa mưa sắp qua rồi, khi nào bé mập gọi mưa tí. À, tại vì ngày xưa em ở trọ, xong em mới sửa cái chỗ check in của cái quán chỗ nhà trọ đó thành là nhà bé mập quyền lực. À, sau em mới check in như vậy. Em có những cái kỷ niệm rất là dạ đó, sau em ở nhà em hết ít phần làm check in ở nhà, làm check in như vậy đó, chắc là mọi người cũng chắc nhớ, chắc là biết từ cái thời đấy. À, vậy là thời đấy là lâu lắm rồi nhỉ. Dạ, chắc 2014 2015 gì hồi xưa ở trọ. À, là hồi đó đi hát chưa? Dạ hát rồi chứ, em hát từ 2013 mà. 2022, 2023 là em đã đi hát rồi. Thì ngày xưa là lúc đấy thì mới đi hát thì cũng chưa có nhiều, cũng chưa có nhà có cửa thì ở thuê nhà ở, mà thì em ở chung mấy người bạn nữa nên là sửa cái tên nhà trọ hồi xưa hay sửa vậy đó, sửa xong là check in nhà cho vui. Mình quyền lực nhất. Dạ. Hồi xưa là lúc đầu là năm đứa, là nhà có 5 con cá. Là tại em nuôi cái hồ cá có 5 con là 5 đứa. Xong rồi cá chết rồi mới đổi thành bé mặt quyền lực. Cái này cuộc sống này giống của thọ không? Cũng giống. Trời, bé mặt quyền lực tưởng với ai, với mấy con cá. Nhưng mà thật ra là chị rất là thích nuôi cái này nuôi cái kia trong nhà, nhưng mà chị không dám nuôi. Thứ nhất là mình không có đủ thời gian lẫn kiến thức để mình chia sẻ và chăm sóc. Nhưng mà ví dụ nuôi mèo nuôi chó thì ít ra là mình nghĩ là mình không có thời gian, nhưng mà mình có thể nuôi được tại vì nó dễ, nhưng mà nuôi cá thì cực kỳ khó. Dạ thì bởi vậy nó mới chết đó chị. Ồ mà tức là em không có suy nghĩ trước khi em mua cá về nuôi luôn. Đâu, em có đứa hồi xưa, em có đứa bạn làm hồ cá, nó kêu là hồ cá thủy sinh này là cá tự sống, không có cần phải chăm gì hết, lâu lâu cho ăn thôi. Thì mình cũng tin như vậy, anh đâu ngờ đâu. Thì mình về mình đặt là nhà có 5 con cá đồ, chắc cỡ được 1 tuần sống lăn nó chết hết. Có 1 tuần thôi. Dạ. Chắc không, em không hợp với sao, chó không hợp với em á, ác vía sao, chứ em nuôi chó nuôi mèo đâu bị gì đâu. Trời ơi, em nuôi chó nuôi mèo mà 1 tuần bị gì vậy thì chắc chị cũng lại luôn. Đó, xong lần là chết hết, mà em cũng đâu có chọc nó hay gì đâu, em cũng cho ăn yêu thương lắm, cũng tốt, cũng nói chuyện với nó đó, kiểu. Nhiều khi em nói chuyện nó bị stress, căng thẳng. Nhưng mà giờ em nuôi cái gì? Trong dịch em có nuôi một bé cún, một bé poodle, 2 ký mấy nhỏ xíu xíu. Cẩn thận nha, chở em cho nuôi không? Dạ không, nhà em chung cư em cũng không cho nuôi. Wow. Dạ, hầu em thấy hầu hết chung cư đều không cho nuôi, nhưng mà em lúc đó em xong rồi em cũng xuống nói chuyện với ban quản lý, em nói là tại vì thật ra chợ cún em nó sạch còn hơn mình nữa, tức là mỗi ngày trước khi lên đường em đều phải lau tay lau chân lau mặt lau tắm khô, cho nên là rất nó còn thơm hơn em nữa. Sau em mới cam kết với chủ nhà là ban quản lý là mình sẽ không gây ra tiếng ồn, nhất thứ hai là mình sẽ không ảnh hưởng tới hàng xóm, thứ ba là mình cũng không để lông, tại vì poodle đồ nó cũng rụng lông. Thì đấy, mình cam kết như vậy, nếu mà mình sai phạm một lần thì mình sẽ di dời luôn. Thì thế thì trong suốt thời gian em nuôi, với lại lúc đó dịch cách giãn cách nữa, lắp luôn nên đâu cũng giờ cũng không được á, nên là suốt cái thời điểm em nuôi thì không sao hết.
Ồ nhưng mà em ở có một mình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ giờ em đi rồi thì sao? Em đi diễn rồi đi này đi kia thì em sẽ gửi cho bạn em. Em sẽ gửi qua nhà bạn em. Cũng hơi cực ha. Dạ thì đó, em đang gửi luôn ra bên đó luôn rồi. Dạ. Vậy là giống như giờ bạn em nuôi rồi còn gì nữa? Thôi nói vậy chứ còn bé nhà em nó mất rồi, nó qua đời, nó bị bệnh, nó mất. Chứ không phải là mới mất đây. Dạ. Thọ. Đó đó. Một câu chuyện có một cú twist. Một cú twist. Thôi tóm lại là giờ em đừng nuôi gì nữa nha. Dạ. Ngày xưa là em định không nuôi rồi, nhưng mà nuôi bé này cưng quá, xong rồi tự nhiên cái một ngày nọ đẹp trời em đi làm về em thấy nó nằm yên vị ở đó. Xong nó nằm đó luôn. Sao em cũng không biết bị sao. Tại vì xong thì xong rồi mất. Xong rồi cái em khóc lóc sùm mấy ngày liền. Xong rồi khổ nhất là chị Thanh Pháp tính giãn cách, em cũng không biết là làm sao mà mai táng nó nữa. Tại vì là bây giờ mình đâu có đi chôn được, mà mình cũng không đi thiêu được luôn. Em gọi ra ngoài Bình Hương Hòa, người ta kêu là trời em ơi bây giờ thiêu người còn không hết nữa đấy đâu mà thiêu nọ kia. Xong cái em trong một đêm đó em nằm, em ngồi suy nghĩ hoài, em cũng không biết làm gì, thì mình cứ ngồi mình nhìn nó thôi, vừa buồn mà vừa không biết làm gì nữa. Xong cái may quá có một cái bên người ta gọi, người ta bảo để người ta nhận, người ta thiêu cho. Thì mới đưa đi. Cũng đau lòng ha. Thôi mình chuyển qua nên là chuyện khác. Em cũng nghĩ lẽ cho em sẽ không nuôi nữa đâu. Không, em có vẻ là không hợp hay sao á. Nói chung là mình lo mình thôi. Nhưng okay. Mà vui chị, cái thời điểm dịch ở nhà có nói vui lắm. Em với nó nói chuyện nhau vui. Nó cũng giúp cho mình giải tỏa được cái căng thẳng. Rồi tiếp tục câu hỏi nè. Trong showbiz thì anh Quân thích ai nhất? Thích và dạng nào ta? Quý, yêu quý à, hay như thế nào? Thì em cứ trả lời đi, giờ đâu biết comment, giờ đâu hỏi lại được. Và anh thích song ca với ai nhất? Bây giờ thứ nhất là thích ai nhất thì là một vế, còn thích song ca là câu chuyện khác nữa. Thích là kiểu mình dạng mình thích, giống như mình thích như một người khán giả thích một nghệ sĩ đúng không? Thích kiểu như fanboy vậy đúng không? Em rất là thích Quân AP. Quân AP. Dạ. Lý do? Dễ thương, với lại bạn ấy ngoan, dã man ấy, em gặp anh nhớ gặp một lần xong chào hỏi các kiểu rất là ngoan ngoãn, đáng yêu. Có ai dám, mấy bạn mới mới làm gì không dám chào em? Thì em, nhưng mà tự nhiên mình có cảm tình á, mình thấy dễ thương, cảm tình, với lại kiểu bạn cũng đẹp trai, hát cũng hay đó. Chị đang hướng tới cái yếu tố là đẹp trai. Mình muốn nghe cái câu đó. Muốn nghe cái câu đó. Thôi thì mình cũng thích đó, rồi nữ thì em thích, ai ta, nữ ai đẹp ta? Trời đẹp nè. Phan Lê Phương. Ái Phương giờ già rồi. Đẹp. Trời ơi, hy vọng là Phương không nghe. Trời, người ta còn đẹp như vậy mà em nói già, mà chưa kể trong cái đợt dịch này Phương tập quá nhiều, cho nên là bây giờ là bà chủ bà dưa lưới. Không, nhưng mà ý là cái bây giờ là không, cái người không còn miếng mỡ nào luôn á, chỉ toàn da với cơ. Cho nên mới già đó, em thì thích gái sẽ hơi múp tí, hơi có da có thịt, đúng rồi nhìn. Không, bây giờ quay trở lại cái vụ mà bé mập lúc nãy thì bạn có comment là tại vì Trung Quân năm rồi có nguyên cái show là bé mập hát tình ca. Đúng rồi. Yeah. Trời, ông làm ông cũng không nhớ luôn là sao. Có anh ta. Cái tour. Cái tour bé mập hát tình ca. Người ta xem người ta nhớ xong người ta mới gọi bé mập, xong mà ông nói một câu người ta tổn thương không? Xin lỗi. Rồi, một khán giả gọi về giấu tên, không có câu hỏi nhưng mà muốn nghe anh Quân hát tặng bài Tình Nào Không Như Tình Đầu. Thôi hát đoạn thôi, nãy giờ bắt hát em nhiều. Em nghĩ là giao lưu với em chỉ có nghe hát thôi. Em livestream mấy cái fan Facebook, TikTok đồ như vậy. Mọi người không nói chuyện gì em chứ. Mọi người thôi hát đi anh. Cầu xô. Trời, hát livestream 2 tiếng hồ hát chết luôn. Tại đâu có cho mình nói gì đâu. Ok, hát Tình Nào Không Tình Đầu ạ. Nhưng mà trước khi hát, nói là anh Thanh hồi nãy là anh nói là Trung Quân hát hay quá. Em cảm ơn anh. Và hy vọng là anh và các anh tài xế sẽ nghe radio thì mình sẽ lái xe thật là an toàn nha. Ok, bây giờ Tình Không Tình Đầu hát sao ta, em quên luôn rồi đó. Trời, bài của em đó em. Dạ, hôm qua em cũng hỏi mọi người. bây giờ em cần sợt lời hay là sao? Em cần cái gì? Hôm qua em bác mà em còn bị quên nhạc chứ. Bên nhạc, kiểu em đâm bên nhạc mấy phát luôn. Ok, thôi được, không sao. Nếu ai nói anh còn đang nhớ em, anh xin giấu đi con tim yếu mềm. Trời ơi. Ôi chị, cái bài làm em nhớ cái hồi mà quay mấy show chương trình mà
mấy cái show mà quay cho đài á là kiểu sẽ có người đứng nhắc bên cạnh á, là mình nhép á, là đứng nhắc mà nhắc to thì có to luôn á, nhắc la to lên lẹ luôn á. Dã man. Ok thôi em thuộc, em nhớ rồi. Quên rồi, ủa từ từ khác để nếu ai nói quên tông luôn mới ghê. Không, tông này em cũng phải lấy cao hơn á. Đây em sợ. Ủa sao em nói em thuộc mà bây giờ chị sợ sợ? Để em hát cái đoạn phiên khúc thôi. Ok vậy dạ rồi. Ôi dạ. Tình nào không như tình đâu, tình nào chẳng trôi về đâu, nhận nhòa vết dấu tình sâu có một ai biết đâu. Nặng lòng kia còn hoài, mệt nhoài cứ nghĩ về ai, chẳng hiểu sao anh cứ mãi nhớ em vậy. Cao quá. Nếu một ngày biên trắng còn xanh, thì chắc là ngày em đang nhớ anh. Chẳng thể nào em hiểu được đâu, em gieo rất bao sầu, thì cứ bên người đi chờ đây, cứ bên người nào em đắm say. Và nếu em mệt anh vẫn ở đây, vẫn luôn thiết tha thế này. Hơi cao xíu. Hơi cao. Nghe em hát chị muốn bắt em về nuôi quá. Rồi bây giờ tiếp tục cái comment. Em hay nhớ về anh Quân với tên Hoàng Tử Mưa. Ừ, nghe Hoàng Tử Mưa nó có vẻ thơ mộng thơ hơn, mộng là, hơn là Thánh Mưa. Thánh Mưa nghe. Em thấy là Hoàng Tử Mưa là em thấy để Sơn Tùng hợp hơn em. Em là thuộc về mẫu hậu rồi. Hoàng Tử gì nữa. Ủa sao Hoàng Tử Mưa lại liên quan đến Sơn Tùng? Sơn Tùng có một loạt mấy bài mưa đó chị. Một loạt cơn mưa ngang qua rồi đó. Đúng rồi đó, đang ấm xa dần rồi. Mọi người hay gọi Tùng là Hoàng Tử Mưa, rồi em là Thánh Mưa kiểu vậy. Đó, cái đoạn đó chưa mưa là nghe nhạc ảnh cái mưa nó lớn hơn. Ủa mà Hồng Thấm này không biết phải bạn hồi nãy gọi chắc hồi nãy nó đó. Trời ơi, fan em nói kỳ vậy. À cô bé đó đó. Ừ, cô bé đó. Cô bé cà phê đó. Ừ. Trời mà nhắn nhiều quá ha. Có tâm thật sự. Ừ, MV mới ra bị trễ khá lâu vì dịch. Không biết anh với ekip có gặp nhiều khó khăn không? Ủa mà tại sao nãy không hỏi, bây giờ hỏi ta? Chắc chưa kịp á, quên. Nãy lo bán cà phê. Rồi thôi, sẵn trả lời cho mọi người luôn đi. Nói chung là em cực kỳ tiếc về cái MV luôn. Tại vì là ngay cái thời điểm mà tháng 8 ra bài là cũng đã quay được hòm hòm 2/3 rồi. Còn duy nhất cái cảnh ở ngoài trời, ngay trạm xe bus thì hôm sau định quay là giãn cách luôn. Tức là định ra bài trong lúc mưa, thật là mưa. Đúng rồi không? Đó là thì mình canh đúng cái dịp đấy. Xong rồi bài vỡ xong hết trơn mà tức quá. Mà nhạc thì cầm trong tay, anh hiểu em là một người kiểu đã muốn ra rồi là em không có ấm nữa. Là em ra luôn, em tức quá em ra audio luôn. Xong rồi MV là vừa hết giãn cách một cái là em xử liền cái đoạn đấy để mà ra luôn. Thì hơi trễ một chút nhưng mà mọi người cũng rất là vui. Trộm biết là mọi người cũng đón nhận, mọi người cũng xem MV, nó cũng làm cho bài hát nó ok hơn. Mọi người, có những người người ta có nhiều người người ta chỉ xem MV mới biết tới bài hát á. Thì qua đây thì người ta lại biết tới bài của mình. Đó thì nói chung là kế hoạch thì phải ra thì em vẫn ra thôi chứ hơi buồn một chút là tại nó hơi trễ thôi. Ủa nhưng vậy thế là mình không để mình làm cho nó ổn rồi mình tung ra luôn. Em bị tức á chị, em hát xong rồi em thu xong rồi em thấy nôn. Hay quá, em nôn quá, em không ra luôn cho đầu. Trời. Rồi vậy thì bây giờ kế hoạch em sẽ như thế nào, tại vì Tết tới nè. Em còn một MV nữa là Trong Nhà Ngày Mưa. Sáng tác của Orange thì em cũng đã xong rồi, thì chắc là một vài thời gian nữa thì cũng ra luôn. Em đang còn một bài nữa của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Anh Tú viết tặng sau bài Tình Không Như Tình Đầu. Anh Tú bảo là hay quá, anh cũng tặng em một bài nữa đó kiểu vậy. Bài này cũng rất là hay và em đang đi xin tài trợ. Thôi năm nay khó khăn lắm em. Dạ thì đó thì cũng đi xin được thì được, mà không được thì bán xe bán đồ quay thôi gì đâu. Dạ giờ vui lắm. Trời, em bây giờ em mà nghĩ tới chuyện bán xe bán đồ để em làm MV đó là một cái tin chấn động trong showbiz luôn đó nha Quân nha. Nha, một người mà lười như em mà bây giờ quyết tâm tới như vậy sao? Dạ thì giờ hồi lười quá giờ phải bù lại chứ sao. Quên cái câu hồi nãy là bạn nhắc nè, là thích song ca với ai nhất? À, song ca với ai nhất?
Ngày xưa là thích xong ca với Thùy Chi lắm, nhưng mà sau một vài lần Chi bắt em leo núi thì em hết thích xong ca với Chi rồi. Chi với Quân mà cùng nhau hát thì mình không biết cái bài đó nó sẽ như thế nào. Mà bạn Chi bạn tốt lắm, bạn tức là bạn hát, tức là em không hiểu, không phải mình Chi mà tất cả những bạn nữ xong ca với em đều bắt em hát tông của mọi người. Tức là Thùy Chi hay là Khởi My hay là Huỳnh Tú hay là tất cả những bạn ở Ái Phương đều bắt em hát tông của mọi người. Tức là nghĩ là mình đu được thì mình cũng gắng mình đu, nhưng mình cũng mệt chứ anh, mình cũng sức cũng có hạn thì mà. Thì kêu là mình lỡ hát được lần đó, rồi thì ta ví dụ, bắt hoài. Ví dụ như Ái Phương đó, Phương giọng Phương cũng không quá cao đi, cũng Tú giọng cũng không quá cao. Khởi My là bắt đầu hơi mệt mệt rồi đó. Tới Chi là hôm nay em hát với, tới nỗi mà ở trên trên mạng nó có một cái viral clip là clip mà Trung Quân leo núi với Thùy Chi. Bài xe đạp. Là xe đạp mà leo núi là biết rồi đó. Dạ đó, thì cho nên là ngày xưa là thích thì hát với Thùy Chi lắm, bây giờ bớt là xin lỗi bác Chi nha, giờ tôi cũng hơi bớt bớt lại sợ. Thì nhưng mà vẫn thích, tại vì thật ra hát với Chi sướng lắm, tại vì Chi kỹ thuật Chi rất là vững rồi, bè phối các thứ, hát với Chi lúc nào bài nó cũng gọn gàng hay hay, tức là những cái lúc nào Chi cũng sẵn sàng bè cho mình bài, lúc nào nó cũng hay thì hát với Chi rất là thích. Nhưng mà quan trọng là thích hay không thích thì bây giờ rất tiếc là thời gian hết rồi. Cho nên là mình chào tạm biệt các thính giả nè. Trời ít quá vậy chị, mình lấn sóng được không chị? Không, tới 11 giờ được, em hát nguyên cái album mới này nè. Ok thôi, lần sau ra cái album là qua đây chị bắt tiếp. Em bơm tiếng hát kịp ta. Thôi coi như là không giao lưu gì hết, em sẽ hát từ đầu đến cuối. Okay. Rồi chào tạm biệt mọi người nè. Mắc ok, rất là vui thì vì hôm nay là sao ta, ý là mình được được đã lâu rồi mới được giao lưu á mọi người, tức là được nói chuyện á, tại vì mùa dịch thì mình ở nhà mình nói chuyện với chó không trên đây. Lê bây giờ mới được gặp, ngày hôm qua rất là vui tại vì gặp nhiều người, hôm nay được gặp MC nọ kia là mình cảm thấy là công việc nó đang bắt đầu trở lại rồi đó. Nên là mình gọi là mình đang rất là gọi là hào hứng và gọi nhiều năng lượng để mà có thể làm được nhiều việc hơn. Và rất là vui vì ngày hôm nay được gặp chị Kim Thanh với lại anh Đắc Thọ ở thành phố Lên Đèn và được hát cho mọi người nghe, và hy vọng mọi người sẽ lắng nghe và ủng hộ cái EP mới Những Ngày Mưa Cô Đơn của Quân. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.